Ở phần trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu 5 trong 10 khoảnh khắc ấn tượng nhất trong series Spider-Man rồi phải không nào? Trong phần này, hãy cùng Effect TV tiếp tục đến với 5 khoảnh khắc đầy khái và ngưỡng hết lòng người nhất của anh chàng Peter Parker này nhé. You're not a nobody. You're somebody. Like that. Alright, listen to me. Now I need you. You're my eyes and ears out here. Alright? Alright. I'll stay out there. Vị trí số 5, cái chết của Gwen Stacy. Trong tập Amazing Spider-Man 2, Green Goblin, Harry Osborn thả Gwen Stacy từ độ cao kinh khủng khiếp. Spider-Man đã cố gắng chụp lấy cô nhưng không kịp, khiến cô rơi xuống ngay trước mắt anh. Thực sự mà nói thì nó khá là bất ngờ, vì đây là một trong những khoảnh khắc được cho là ghê rợn với một bộ phim thân thiện về gia đình như thế này. Và trên gương mặt của Andrew Garfield đã thể hiện sự đau buồn tột độ và sự thất bại hoàn toàn. Tất nhiên, Amazing Spider-Man 2 là một bộ phim tập hợp đầy đủ một mớ hỗn loạn, những pha hành động vụt qua vèo vèo, Spidey đánh nhau với Rhino và bộ phim kết thúc bằng một cảnh chiến thắng. Anh ta trải qua tất cả các giai đoạn đau buồn nhất trong cùng một khoảng thời gian đủ để người ta pha một cốc cà phê mà thôi. Bất kể những vấn đề quan trọng về nhịp độ, những khoảnh khắc vẫn có trọng lượng riêng của mình, ngay cả khi nhịp độ được tăng dần lên khi bộ phim chuyển dần qua các phân cảnh tiếp theo. Vị trí số 4, Spider-Man 3, thoát khỏi bộ đồ ký sinh. Where am I? Xuyên suốt bộ phim, Peter Parker đã chịu ảnh hưởng ngày càng lớn của bộ siêu màu đen đến từ ngoài không gian ký sinh lên cơ thể anh, làm tăng thêm sự hung hăng hiếu chiến của Peter. Mặt khác, nó còn khiến anh có xu hướng ích kỷ hơn bội phần nữa. Tất cả đều bị đẩy lên đỉnh điểm khi Peter Parker thực sự đánh Mary Jane trong cơn thịnh nộ không thể kiểm soát. Nhưng sau đó, anh cảm thấy hận vô cùng bởi hành động không thể chấp nhận nổi của mình và chạy đến một nhà thờ gần đó. Sau khi tìm ra cách để làm suy yếu vật ký sinh đang bám trên cơ thể mình, anh đã tự tay giải thoát mình khỏi bộ đồ độc hại. Đây là một trong những khoảnh khắc thể hiện thần khí mạnh mẽ nhất của bộ phim khi mà khán giả đã bị những chi tiết nhảm nhí ru ngủ quá lâu. Vị trí số 3, Spider-Man Homecoming, chú Xà Lan. Không khó để nhận ra rằng điểm nhấn của chiến dịch marketing bộ phim nhắm tới nhân vật chính của chúng ta, Spider-Man. Spider-Man đã thực hiện pha hành động siêu phàm khiến người xem cũng rạo rực cả người. Lơ lửng giữa không trung, điểm tựa chính là những sợi tơ trang cứng. Từng búi cơ bắp thanh niên gồng hết cỡ, cố sức giữ lấy hai phần của chiếc phà bị chẻ đôi ra. Spider-Man không hổ danh là thủ lĩnh tinh thần của thành phố New York. Sự thực rằng anh không tự hào về danh xưng này như những siêu đồng nghiệp khác hoạt động trong cùng thành phố. Nhưng lẽ dĩ nhiên, anh sẽ không bao giờ ngừng chiến đấu để bảo vệ ngôi nhà thân thương của mình. Anh thề sẽ là người đầu tiên xuất hiện khi người dân ở đây cần sự giúp đỡ. Những phát bắn mạnh mẽ của Spidey tung ra tơ nhện tứ phía nhằm kéo hai phần của chiếc phà bị chẻ đôi lại với nhau. Về căn bản là nhiệm vụ anh phải thực hiện trong suốt một phút đồng hồ chia lờ. His weapons are crazy dangerous. Listen, Peter, there are people who handle this sort of thing. Can't you just be a friendly neighborhood Spider-Man? Vị trí số 2, Amazing Spider-Man 2, bé tơ nhện chơi đùa với Rhino.
trong những ngày này. The Amazing Spider-Man thường bị loại bỏ khỏi những cuộc bàn luận trong giới mê phim bởi vì nó là một trong những cố gắng thất bại nhất trong việc giữ lại hình tượng của siêu anh hùng này cho nhà sản xuất Sony, mà thay vì chia sẻ cho MCU như những cuộc phiêu lưu của Andrew Garfield trong vai Peter Parker, chắc chắn cũng có những khoảnh khắc hấp dẫn đi vào lòng người. Cần bằng chứng đúng không? Chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa. Trong phim The Amazing Spider-Man 2, ngay cảnh đầu tiên của bộ phim đã đập vào mắt người xem cảnh tượng vô cùng bắt mắt. Spidey đang đu dây lướt vèo vèo qua những tòa nhà cao tầng và phía dưới là đám khủng bố người Nga, hay còn gọi là Rhino, sẵn sàng vũ khí quyết chơi tới cùng với anh nhện. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu có tượng bắn tơ bay bay và né đạn thần thánh được CGI hỗ trợ tận tình hết mức, mà ngược lại, nó còn cho phép siêu anh hùng của chúng ta thực hiện những pha hành động đẹp mắt không tưởng. Anh ta thậm chí còn dư thời gian gây thương nhớ cho anh chàng da đen Mark Dillon, một nhà khoa học thường thường sửa điện, nhưng sau này lại trở thành villain Electro cực kinh ngầu. Vị trí số 1, Spider-Man, lần đầu sử dụng giác quan nhện. Trong giai đoạn đầu của bộ phim, Peter Parker đã vô tình khám phá ra những siêu năng lực của mình mới có được từ vết cắn của nhện phóng xạ và thử nó trước khi đem khả năng đó chống lại lũ tội phạm. Anh tình cờ nhận ra được phản xạ của mình trở nên nhạy bén hơn rất nhiều trong khi đang thưởng thức bữa trưa ở phòng ăn ở trường trung học. Mary Jane đi ngang qua mặt của nhỏ, vất thật là vi diệu, trượt chân vào một vũng nước lớn, thấy thức ăn văng tung tóe cả lên trời. Peter ra tay cứu người đẹp trong mộng, và chỉ trong một nốt nhạc bằng bước di chuyển vô cùng khéo léo, một cảnh slow motion y hệt cô dâu 8 tuổi luôn. Tiên thể chụp luôn thay thức ăn và hứng chọn tất cả như phim Tom và Jerry mà không gây ra một chút vết bẩn nào xuống sàn nhà. Wow. Great reflexes. Thanks. No problem. Tobey Maguire thực sự đã thực hiện pha cứu mỹ nhân đẹp mắt mà không cần xài đến công nghệ CGI. Bộ phim Spider-Man gốc là một sự khởi đầu vô cùng thành công cho dòng phim siêu anh hùng ngày nay. Màu vàng Marvel đã gây dựng bao lâu nay đã đến lúc đem ra sử dụng. Nhân vật của họ từ từ chiếm lấy thị trường màn ảnh rộng màu mỡ vô cùng, từ Blade đến X-Men của Bryan Singer. Nhưng Spider-Man vẫn là một thành công lớn về mặt thương mại cho công ty này và cũng nhận được những lời khen nức mũi từ giới phê bình. Nếu thấy video của chúng mình hữu ích, đừng quên like, share và đăng ký kênh FSTV của chúng mình để theo dõi những video tiếp theo. Như thường lệ, xin chào và hẹn gặp lại!